chẳng há kém ai, hương thơm thanh khiết tựa như nhài. Ngày xuân được ngắm hoa đào nở, còn thú nào hơn thích thú. Tết đến xuân về, từ lâu hoa đào được xem là biểu tượng hưng thịnh của mùa xuân. Thế nhưng, việc chăm sóc cây đào nở hoa vào đúng dịp Tết không phải ai cũng làm được. Nó không chỉ tác động vào giai đoạn cuối mà cần phải tác động trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Bà con có thể tham khảo và áp dụng các biện pháp sau để đào nở hoa đúng dịp, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Từ tháng 10 trở đi, bà con dừng bón phân, hạn chế tối đa tưới nước. Đến dịp cần đào nở, nếu trời mưa rét, bà con phun nước ấm. Còn trong điều kiện trời nắng ấm, bà con phun nước lạnh để hãm cho đào nở đúng thời điểm. Giống đào bích đào cây khoảng mùng 1 tháng 8 âm lịch, đào phai vào 20 tháng 7 âm lịch, đào thất thốn mùng 1 tháng 7 âm lịch. Đào một bầu cách gốc 20 đến 25 cm, sâu 20 đến 25 cm, tùy theo kích cỡ của cây, tránh làm vỡ bầu. Khi đào cây, có thể bứng cây vào chậu luôn hoặc chuyển cây sang hố khác, lấp đất chặt gốc. Muốn có hoa đẹp trong dịp Tết, phải tuốt lá trước một thời gian. Những cây già yếu, thời gian tuốt lá chậm hơn so với những cây to khỏe. Cần phải bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá. Nên bứt từng lá, không được một tay tuốt lá thẳng từ đọt xuống sẽ làm tổn thương đến mầm hoa. Tác dụng của việc tuốt lá là để cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp. Khi tuốt lá xong, nếu trời nắng nóng kéo dài, phải làm giàn tre và phun nước lạnh thường xuyên toàn bộ tán cây. Phun phân ure pha nồng độ 1% lên thân lá hoặc tưới để hãm cho đào không ra hoa sớm. Phun phân bón lá để kích thích đào ra nụ, ra hoa, hoa to, cánh dày, màu đẹp.